vậy? Hả? Gì vậy? Hôm nay ghé thăm cụ già bán rau củ quả 83 tuổi, cụ già bá đạo nè quý vị. Má mày cho cụ già bá đạo hoài. Đây, có khách mua nè quý vị nha. Cụ bà 83 tuổi, cụ già bá đạo nè quý vị. Mày có chứ, bá đạo hoài. Buôn bán gì mà cả ngày hôm nay bán được có mấy chục ngàn à. Đất ấy chạy chạy. Cái nào? Cái này đi nha. Cái này tới hai mấy trăm được bà. Cái này. Nhà bán bà này cái này đi. Bà lấy hành không? Đây. Lấy hành không? Trời ơi, bây giờ tiền này hả? Má ơi. Tiền này là tiền tiền đô la lục lạ. Sáng giờ bà bán được nhiêu tiền rồi? Có nhiêu rồi nè. Đâu? Nè, tiền có gì? Nè, bây giờ có tiền gì? Đó, 500 ngàn đó. 500 đâu? Đó. 500 của mày á. Ha, đừng. Đưa đây, cho nó nhiêu ạ? Tiền lẻ. Nãy... Nè, bà đem bạn bả 500 đi. Đó. Sao? Đem nặng đi. Chỉ là tiệm nét. Đem nặng đi. À? Nghe đi. Nói bà cụ 83 tuổi nó chỉ giàu ngầm đó. À, đúng không bà? Bà đừng nó nghe nha. Nó này nè, nó có tiền đâu. Có nhờ bên chồng cho, chứ nó cũng có lỗ chết làm. Bán từ đó 500 ngàn đó. Sao giao cháy nè? À, để mai ăn hoài. Đủ má mày nhiều tiền. Còn cái tờ 20 của tờ 500 nó dễ lộn lắm nha. Thì đó bữa lộn đó. Mất tiêu luôn. Đây nè, bữa bà ngoại giờ chấp vậy nè, thấy chưa, vậy nè đó, vậy nè, nó lát cái dơn cho mẹ kia lấy luôn. Bây giờ thấu ra tám tấm này hả, thấy không, bà bả mua có nhiêu đây à, mà thấu mê ly luôn, thấu chậm khu luôn. À, mày thấy ăn tiền đâu, bao la nợ tứ văn mà đề bao luôn. Nghe ta nói không, dạo này có mua bi số nữa không? Không, không bao giờ cho con khỏi mua. Mua con nhỏ này khỏi, khỏi cho một con. Con mua mà, hoài mà con không trúng. Cháu mà dày là mua được. Con có muốn mua là con như là lợi mẹ này mua tắm, mẹ kia mua tắm. Vậy hả? Coi mẹ nào hơn, mẹ nào xui với ai. Bỏ lần con mua chục tắm hay năm tắm vậy đó. Lỡ trúng là trúng được, năm tắm trúng được 10 tỷ. Trời ham lắm. Sao không ham? Ham. Con đừng có nạn nghe ra kêu mộng không thành làm sao. Trời ơi. Thấy chưa, mày đừng có ham mấy con. Dùng chút một bấm đụng chút, thấy chưa. Mẹ con rồi tắt chảy. Mày dắp mang ra cái thằng à, thằng sao hơn nữa. Con lần một lốc, hai chục. Đi đái hết trơn. Đi đái mẹ nói là đời sống cao quá mà uống nước ngọt luôn. Uống cái chai ấy nè. Uống chai đó ngọt ngọt. Chứ mai giờ tao chưa có ăn hộp cơm nào á, giúp em mày á. Mày hỏi nó coi bả cho nó giúp. Uống cái không này. Không ăn cơm chứ uống cái gì, uống nước yến hả? Đỡ, không quên nước yến, không biết gì không. Cơm mấy gà người ta không có bán. Vậy hả? Ừ. Không có ai mà không đói hả? Sai gần quỷ ra kìa, uống nước nó vừa gió mà. Sao nước cam đó sao không uống đi? Cái cam đó mua về cho cháu hoài. Trời ơi, dạ cưng cháu hoài quá ha. Thôi có mình nói má nào không có nhà mình phải thương nó. Vậy dạo này nó có hiếu thảo hay nó còn lì? Nó được rồi. Được rồi hả? À, nấu cơm cho hoài ăn, phải cà phê cho hoài. Cũng được. Cũng được ha. Biết nấu cơm, biết làm nước mắm nè. Mà điều nói vậy dễ thương. Biết nói gì không hoài ơi? Con thèm thịt quá à, hoài bán bữa nào vô máy lại mua thịt cho con ha. Nghe nói đây thường hợp 15 tuổi rồi chồng quay. Ủa chứ nhà nghèo lắm, không có mua thịt ăn sao giường người ta ngán thịt muốn chết. Con nói thịt con ngán muốn chết à. Nhà nghèo, nhà nghèo hoa ra bụng luôn. Trời ơi. Em nghe hàng ta nói hoa ra bụng, mà lũi vô bờ rồi con mắt thắt tà bao, là thắt tà bao không có tiền hả con. Nhà gì đó mà chuột mình nó treo với nghe ngực tao. Cái tao nghe ấy tao trời tao đã trâu rồi. Ủa má, tao muốn rung muốn trào máu rồi. Trời ơi. Chuột á. Chuột gì đâu quá trời ở nhà. Nè,
Đây cái Dương nó chiên thuốc chuột cái lỡ về tưởng lấy những kẹo ngậm ăn là đi luôn á. Trời ơi còn lâu, tao để ra lâu nè. Nè bà chính má nói lát nữa em vô cho bà nè. Bà chính má trụ nghiệp lắm nè. Bà thấy vậy bà nóng ruột á. Bà mua ba gói rồi đó. Bà còn đỡ xì làm sao nữa nè. Mà mày mua rẻ ra em đất mua 30. Ờ, sao mà mua của bà kia mắt. Của bà ba trước á, bà ba tía, bà bắn mắt. Cái nhà hồi xưa nó cụ kỵ lắm hay sao mà chuột vậy? Đâu phải, mày biết không, nó cắn mấy mấy cái gốc gọt bằng gà cây á. Vậy hả? Rồi cái nó chập xuống cái này, rồi bên đây nó làm hang, nó chập bên đây luôn. Vậy bây giờ còn không? Còn luôn hả? Với giờ mới nâng nền luôn mà cũng còn. Đâu phải, cái nhà bên đây. Vậy là nhiều nhà quá hả? Hai nhà. Trời ơi. Nghe ông mà được hai nhà được rồi. Tức là người ta cho nhà tình thương trước hay là sao? Cho nhà tình thương hồi lẻ hai. Còn cái nhà này thì bà đi bụi người ta cho. Vậy hả? À, bà đi bư xà bần này kia nọ vậy đó. Nhưng mà nhà đó người ta cho, người ta có cho giấy tờ luôn không? Không. Hay là để chị ở thôi? Chị ở thôi. Không được bán hả? Mình có quyền bán cũng được, mà đâu bán chi mày. Ở rồi cái mình bán rồi nhà đâu ở mày. Để như nhà bà giờ còn lô nè, bán cho con lô đi. Thôi. Nhà đâu mà bán. Thì bà mới chết bỏ chứ không bao giờ bán đất. Vậy hả? Vậy đó. Ừ. Với bà già ở đâu nhiều đâu bán cho con. Không có tiền á, thì mình ăn chú cây chứ còn không bao giờ bán đất nha con. Bán đất cho con cái nó dành, có khi nó chết mình chết mẹ mình á. Trời ơi. Nó dành mày à, mày cho nó không đồng coi nó có nó chữ mày không. Vậy giờ bà viết cái gì chúc cho con bà chưa, chứ không lỡ nó bà đụng nụ á, con mày dành sao? Không có chúc gì á, chừng mà tao chết ra tao nó ở cái nhà đó cho con mẹ đó. Còn mấy mẹ này cho ở, rồi chừng nào mấy thằng cu kia về á. Rồi có bán á thì cho anh đứa chút cháu chồng lên được. Cho phải biết giá chứ nói miệng cũng không có được. Thôi cho nói bằng miệng hai đứa nào nghe. Không nghe cậy mẹ nói bằng miệng xong này tranh chấp. Tại nó quýt lộn cậy tí á nè. Mệt quá. Trời ơi. Vậy chứ sao? Đáng lẽ cho con trai với cho con gái làm gì ngái lấy chồng mà cho. Con trai nó không dành. Mà thấy con trai không bằng trai Úc bây giờ. Nó mua đất ở bên sông nó ở rồi. Nó thấy tao khổ quá nó cũng không dành á. Cháu ruột tao nó năn nỉ tao mà tao còn không bằng. Nó biểu gì năm bác cho con đăng đi. Tao bác cho con miếng đất đây con cất nhà. Thì con nuôi gì năm luôn mà tao còn không tiền. Cháu ruột á. Dạ. Tao còn không tiền. Đúng rồi. Cái gì? Bán sao mà kiếm mấy tỷ giàu quá đâu có bán. Bán sao mình giàu quá trời không lên đây ngồi thì bồi buồn. Không dám má là còn. Đất này đất bà ơi không phải. Đất bà ngoại đất đang đình á. À, đất đình là đất bên chồng. Nhưng mà đất nó không bao giờ được bán, đất đình mà sao bán? Không, mình có quyền bán. Có quyền được hả? Người ta có cho giấy tờ mình mà. Vậy hả? Mình có bằng pháp mà ta còn đóng thế đình á. Để thôi bán cho con lô đi, dùng lô được mấy tỷ rồi. Đứng tên nhà đất mà tên ông ngoại nữa. Vậy hả? Vừa. Trời quá tao xin bây giờ không có đóng thuế trong đình nữa. Nhà đất người ta nói bà nghèo quá nè. Bà chịu nhang nè, bà chịu đèn nè, bà chịu chổi nè. Chứ mỗi tháng phải ba cái chỗ trà, phải không? Dạ. Với nhang đèn mà hầu đó đâu có điện đâu. Rồi dầu hôi nữa. Cho nên tao nói âm á, chừng nào con tối thì âm tối, con sáng thì âm to là âm sáng. Mua năm bạc dầu hôi rồi đốt ra cho âm cây chè, đèn trăm ở trên chở tao với niệm cây vậy về quê. Ủa gia đình không có người trông giữ hả? Thì tao giữ trai giữ. Mà giữ phải có lương hàng tháng chứ. Không có lương một đồng nữa. Bây giờ cái âm này ngon. Âm này lên bây giờ âm ở tạm thôi nha. Dạ. Bầu 48 hộ bầu quá nha. Mà người nào bầu lên là người đó có quyền. Nhưng mà này người ta cho ở tạm thôi. Nhưng mà mày biết gì không? Mà cái thằng mẹ cho ở tạm mà một tháng không 3 triệu đó. Vậy hả? Chổi nó cũng mua cái gì nó cũng mua hết.
còn tao không có gì hết. Hồi xưa khúc bao nhiêu người ta bưng về hết, còn bây giờ khúc này nó để dành cho ông đó, còn ông có vướng hơn bà không? Tao không có. Tao cũng như vừa ông á, thì ông bà về đứng ngay bàn thờ, mày vô thì ông bà đốt nhang buồn bánh chuông cho mày, còn tao thì nấu cơm rửa chén vậy đó. Là làm đúng 3 ngày 3 đêm mày thấy không? Mày đâu có đồng bạc nào. Bữa nào bà dẫn con vô nhà bà chơi đi. Vậy bữa nào đi, mày nói hoài biết nào đi. Nhà tao mà mày vô là mày khóc luôn á, đừng nói gì hết á. Vô là mai con với con gái lớn hơn con dép tuổi rồng nữa. Mãi nhà bả đi hoài mà. Vậy hả? Đâu có gặp mày đâu. Bả đi hoài à. Mày mà mày hả? Vậy dữ lắm hả? Ai? Gái bà tuổi rồng đó. Mày không nghe mấy âm đừng âm mà đi ôi mèo ha. Vợ tôi ở Phước Núi bên cạnh đây nè, là có như vợ ở Phước cái núi, nhưng mà chả có vợ phải không? Chả muốn ôm mèo chả nói vậy á. Mà đàn ông bây giờ người ta chung tình lắm bà ơi. Chung vô mùng ấy chứ chung tình. Chung vô mùng luôn hả? Chung vô mùng luôn. Ở đó mày chung tình. Chung vô mùng có nghĩa là mấy đàn ông bây giờ ôm mèo dữ lắm hả? Người ta nói à, đàn ông thì 3-4 cửa, có vợ giàu có vợ nữa đâu có sao. Đó, đừng bà cũng vậy, đừng bà có chồng rồi cũng lý le. Mày không nghe người ta nói hả? Bà già lý le, ông già chiều dắt ra bà chú ấy. Sao bữa giờ bán mấy ngày rồi mà sao héo hết trơn rồi? Héo vậy cái này mới lấy hồi sáng thấy cha nào. Cái này nó héo nè. Cái nào héo? Đó. Cái này giờ đâu có héo tại nó vậy. Còn thôi mấy cái bí là chắc được 2 ngày rồi nè, nó héo cuốn nè. Cái đó là ngày qua. Còn cái này mới nè, cha nội. Cái đấy mới, cái đấy mới. Cái này ngon ha. Ngon, cái đó bán 35 ngàn. Ừ, đúng rồi, cái này con biết giá luôn á, con rành lắm. Cái hả, giỏi. Cái bự, cái này gần 2 kg luôn. Dạo này hàng rẻ chưa? Hàng bông nè. Bông được. Ta đi qua lại quá trời luôn. Mà bạn nước còn ế luôn. Ăn qua quá trời đại ăn đen thui luôn không? Bữa ngày kia đen thui ở đây luôn không? Ừ, quên chứ. Rồi cái vụ cái chị nào đại gia đó mất tích luôn hả? Có ghé bà chưa? Chưa, nó đi rồi. Tao nghi nó có chồng mày. Có chồng bỏ bà rồi. Có chồng nó cũng đi ngang đây chứ lẽ nó đi đâu rồi? Có chồng biết đâu, có chồng vượt qua bên Mỹ ở luôn rồi. Tao sợ nó đi nước ngoài. À, đi công tác phải bệnh. Nó đi công tác hả? Vậy nói tao à. Nó đi trên hôm nay nó cũng về ghé đây à. Ghé đây nó nói hôm rồi con nhớ hoài lắm. Mà con đi công tác trên hôm nay á. Nhỏ đẹp gái lắm. Mày thấy mà ghiền luôn á. Mà nó già chát rồi ghiền gì nữa. 40-50 tuổi rồi. Ba anh bóp mưa rồi. Bóp mưa vào chủ con trâu. Tuổi con trâu. Con trâu là nó lớn hơn con gái của cháu ngoại của ngoại một con giáp. Nó này nhỏ kia 28 tuổi rồi. Con trâu. Nhỏ kia cỡ mày được. Bà có 12 đứa con, lâu lâu có ai cho tiền bà không? Không luôn hả? 8 gái 4 trai mà kỳ vậy? Không bao giờ. Tiền đâu mà cho lạc vậy mày? Tao nói tao với nó y như người dân ở ngoài đường. Đấy là người dân ngoài đường người ta còn thương tao, còn con tao nó không thương. Mày cứ nhớ vậy đi. Nhưng mà tốt có giờ thăm mẹ hay là đám giỗ ba gì không? Không bao giờ. Ủa đám giỗ cha của không có luôn hả? Không về luôn. Nhưng mà bà có nó làm đám giỗ chồng bà không? Có. Vậy hả? Tao ở đây mà có con nhỏ ở trên kia nó trung thành tổ quốc không nó làm. Vậy hả? Nó dân Úc làm. Vậy là có 2-3 người về thôi. Có 2 đứa à. Là chị Tân Định. Chị con Tân Định á. Nó về rồi ăn ghé tao à. Cho 500. Là có chị đó hay cho? Nhỏ đó là khỏi nói. Anh nói má khổ dữ lắm. Tại
tại vì cái hồi đó dẫn nó đi vậy nè. Dạ. Đi xuống mà dùng bóng mà đi tát mẹ con đi bộ. Đi đường ngõ ba gắn lái mày đi bộ quá mày. Mày biết tao đi đâu không? Qua Ba Tri Bình Đại á. Ba Tri là Bến Tre. Bến Tre thì đúng rồi. Đi qua bển 8 tháng mới về. Qua mần mứa. Ai mướt gì cũng làm. Bán gì đâu mà ế, nãy lên clip quá trời không ai mua hết trơn á. Giờ có người mua nè. Quê thiệt á chứ. Bà bán ế lắm. Bà bán đây ngầu rồi thì có người thương người ta cho bạn ít thôi chứ bán lỗ. Nhiều đó bán 20.000 hả? 15 mà bán rẻ quá vậy. Cho lấy à. Trời ơi. Trời ơi. Vừa bán ế quá vậy đó. Ok. Bây giờ là cụ bà đang dọn hàng giờ cho quý vị nha. Bà bán ngày nào cũng sụm nụ hết trơn á. Bán ngay nào cũng sụm nụ rồi, chờ ngay rụng nụ. Chào cụ 70. Dạ, chào cậu Bình Định. Dạo này bà khỏe không? Dạ, mà khỏe. Mà nhờ uống sữa đó đó, mà tôi thấy mà khỏe. Sữa nào? Sữa cô Mộng Lan gửi dạ, hả? Dạ, mà cô Mộng Lan gửi. Bà có uống thuốc gì cô Mộng Lan gửi mới được mà, không? Mà uống thuốc. Uống nó cũng đỡ thôi, già chắc chắn là bị bóp rồi, làm sao bóp. Bà ơi, có cái nhóm cô đàn ông Úc có tặng cho bà 500.000 dạ. Với là bạn của bà 500 nữa, mỗi người 500 á. Dạ. Nhóm cô đàn ông Úc tặng á. Dạ, mà cảm ơn cô Đặng Úc đã cho tôi quà mà tôi đã nhận rồi, cảm ơn cô. Mà chúc cô và gia đình nhiều sức khỏe, mà bình an. Dạ. Quý vị ơi, em có bán thuốc bổ xương khớp glucosamine loại 220 viên, giá là 850.000 free ship toàn quốc.